Dạ em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái máy, cái thân máy của Panasonic nha anh em. Nó là hàng từ Nhật về và rất là mới. Đầu kẹp của nó là lốc 13, autolock là 13 ly. Và nó có 3 chức năng. Dành cho những anh em nào mà có pin 18 và pin 21V. Thì Panasonic là EZ7960, nó là chuyên thị trường ngũ Nhật. Thì mình chỉ có là 4 cây nha anh em, 4 cây như mới, mới như nhau hết. Thì cái này là Nhật về 17 cấp độ trượt và có búa luôn, 3 chức năng. Thì anh em đã có pin 18V thì mình sử dụng chung hở pin của Bana 18 ha. Rồi, Tùng lên cấp độ trượt cho anh em. Rồi, một em ha anh em ha. Rồi, tới em thứ hai. Nó có 2 cấp độ ở trên này. Rồi, em thứ 3. Rồi, em thứ 4. Giá của một em này là như mới thì 1,9 triệu nha anh em. Rất là mạnh. Đây. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Anh em nhờ anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để xem những cái sản phẩm nhiều hơn. Cảm ơn anh em.